Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 bài 23, trang 62-68. Kết quả cần đạt là cảm nhận được cái tình yêu thương lớn lao của Bác Hồ dành cho bộ đội, dân công và tình cảm của người chiến sĩ đối với người. Trong bài Đêm Này Bác Không Ngủ, nắm được những cái nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài thơ, nắm được các khái niệm ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ và tác dụng của chúng. Tả lại được bằng miệng một cảnh hay một cái hình ảnh trong một cái đoạn văn, trong cái một văn bản vừa học. Văn bản Đêm Nay Bác Không Ngủ. Anh đội viên thức dậy, thấy trời khuya lắm rồi, mà sao bác vẫn ngồi, đêm nay bác không ngủ. Lặng yên bên bếp lửa, vẻ mặt bác trầm ngâm, ngoài trời mưa lâm thâm, mái liều tranh sơ sát. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Rồi bác đi dán chân, từng người một, sợ cháu mình giật thột, bác nhón chân nhẹ nhàng. Anh đội viên mơ màng, như nằm trong giấc mộng, bóng bác cao lòng lòng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Thổn thức cả nỗi lòng, thì thầm thì anh hỏi nhỏ, bác ơi bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không? Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, vâng lời anh nhắm mắt, nhưng bụng vẫn bồn chồn. Không biết nói gì hơn, anh nằm lo bác ốm, lòng anh cứ bề bộn vì bác vẫn thức hoài. Chiến dịch hãy còn dài, rừng lắm dốc lắm mù, đêm nay bác không ngủ, lấy sức đâu mà đi. Lần thứ ba thức dậy, anh hốt hoảng giật mình, bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Anh vội vàng nằng nặc, mời bác ngủ bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác ơi mời bác ngủ. Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, bác thức thì mặt bác ngủ không an lòng. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, rải rác cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn. Trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt, càng thương càng nóng ruột, mong trời sáng mau mau. Anh đội viên nhìn bác nhìn ngọn lửa hồng, lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Đêm nay bác ngồi đó, đêm nay bác không ngủ, vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh. Năm 1951, Minh Khuê in trong Thời Việt Nam. Năm 1945, năm 1975, nhà xuất bản Tác Phẩm Mới Hà Nội năm 1976. Rồi tiếp theo là phần chú thích. Minh Họa năm 1927. Năm 2003, tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1927, quê ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Làm thơ từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Đêm Này Bác Không Ngủ là bài thơ nổi tiếng nhất của ông. Bài thơ dựa trên cái sự kiện trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận theo dõi và chỉ huy cuộc chiến đấu của bộ đội và nhân dân ta. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần đọc hiểu văn bản. Câu số 1. Bài thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ kể lại câu chuyện gì? Em hãy kể tóm tắt diễn biến câu chuyện đó. Thì bài thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ kể lại câu chuyện Một Đêm Không Ngủ của Bác Hồ trên đường người đi chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Diễn biến câu chuyện. Đêm ấy khi thức dậy trong một đêm mưa ở giữa rừng, anh đội viên thấy Bác Hồ vẫn ngồi đó đốt lửa và chăm sóc tận tình cho giấc ngủ của bộ đội. Lần thứ ba anh thức dậy, anh vẫn thấy bác ngồi ở đó. Anh mời bác đi ngủ nhưng bác vẫn từ chối, bởi bác lo cho đoàn dân công ở ngoài rừng. Anh vô cùng cảm phục tấm lòng cao cả của bác.
Rồi tiếp theo câu số 2, hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của ai? Cách miêu tả đó có tác dụng gì đối với việc thể hiện tâm hồn cao đẹp của Bác Hồ và tấm lòng của anh bộ đội đối với lãnh tụ? Thì hình tượng Bác Hồ trong bài thơ được miêu tả qua con mắt và cảm nghĩ của anh đội viên. Cách miêu tả như vậy khiến cho người đọc thấy giữa anh và Bác dường như không khoảng cách mà lại rất gần gũi, chân thật. Thể hiện được cái tấm lòng của anh bộ đội với Bác và tình cảm, sự yêu thương vô bờ bến của Bác dành cho con cháu của mình. Tiếp theo câu 3. Bài thơ kể lại hai lần anh đội viên thức dậy nhìn Bác không ngủ. Em hãy so sánh tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên đối với Bác Hồ trong hai lần đó. Vì sao trong bài thơ tác giả không kể lần thứ hai? Qua cảm nghĩ của anh đội viên, hình ảnh Bác Hồ và tấm lòng của Bác đã được khắc họa sâu đậm như thế nào? Thì đầu tiên các em sẽ so sánh hai lần thức giấc. Lần thứ nhất, anh đội viên thức giấc, thấy ngạc nhiên vì đã khuya lắm rồi mà Bác vẫn chưa ngủ. Hình ảnh Bác hiện lên vừa lớn lao vĩ đại vừa ấm áp như ngọn lửa hồng. Anh rất lo lắng cho sức khỏe của Bác. Lần thứ ba thức giấc, anh hốt hoảng thật sự vì Bác vẫn ngồi đinh ninh. Anh năn nỉ vội vã mời Bác đi ngủ. Mời Bác, ngủ Bác ơi. Anh cảm phục tấm lòng yêu thương con cháu của Bác. Anh chiến sĩ cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm lòng của Bác dành cho mình và cho tất cả mọi người. Rồi tiếp theo, trong bài, tác giả đã không kể lần thứ hai vì nó không cần thiết. Nếu kể thì nó sẽ trở nên dài dòng nên tác giả đã thay bằng dấu và chấm để người đọc biết có lần ấy. Thì qua cảm nghĩ của anh đội viên, hình ảnh của Bác và tấm lòng của Bác được khắc họa. Đó là lòng kính yêu và thiêng liêng gần gũi, lòng biết ơn, niềm hạnh phúc khi được nhận cái tình yêu thương ấm nóng của Bác. Rồi tiếp theo câu số 4, hãy cho biết vì sao trong đoạn kết nhà thơ lại viết: đêm nay Bác không ngủ vì một lẽ thường tình, Bác là Hồ Chí Minh. Thì bài thơ được tác giả kết bằng một hình ảnh rất đẹp, đó là Bác là Hồ Chí Minh. Bác không ngủ bởi vì Bác phải lo việc nước, lo xem dân chúng có ăn được no và ngủ yên ấm không, lo đàn dân công đêm nay ra sao. Rồi tiếp theo câu số 5, bài thơ được làm theo thở thơ gì? Số tiếng trong một dòng thơ, số dòng trong một khổ thơ, cách gieo vần trong một khổ thơ và giữa hai khổ thơ. Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không? Thì bài thơ sử dụng thể thơ 5 chữ, có nhiều vần liền thích hợp với lối kể chuyện. Thể thơ này rất thích hợp với cách kể chuyện của nhà thơ. Cô xin lỗi, có các thể thơ này rất thích hợp với cái cách kể chuyện của bài thơ. 6. Tìm những từ lái trong bài và cho biết giá trị biểu cảm của một số từ lái mà em cho là đặc sắc. Thì những từ lái trong bài: trầm ngâm, lâm thâm, sơ sát, nhẹ nhàng, mơ màng, lòng lộng, thổn thức, thầm thì, bồn chồn, hốt hoảng, đinh ninh, phần phất, nặng nặc, vân vân. Thì một số từ lái mơ màng, thầm thì, nặng nặc đã làm tăng cái giá trị biểu cảm, tạo cụ thể trạng thái tình cảm, cảm xúc của anh đội viên. Ghi nhớ, qua câu chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ trên đường đi chiến dịch, bài thơ đã thể hiện cái tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân, tình cảm yêu kính cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ. Bài thơ đã sử dụng thơ 5 chữ có nhiều vần liền,
thích hợp với lối kể chuyện, kết hợp miêu tả kể với biểu cảm có nhiều chi tiết giản dị, chân thực và cảm động. Rồi tiếp theo là phần luyện tập. Một là tập đọc diễn cảm bài thơ và học thuộc lòng năm cụm thơ đầu. Thì các em sẽ đọc diễn cảm và học thuộc lòng năm cụm thơ đầu. Rồi câu số 2, dựa vào bài thơ, dựa theo bài thơ, em hãy viết một bài văn ngắn bằng lời của người chiến sĩ kể về kỷ niệm một đêm được ở bên Bác Hồ khi đi chiến dịch. Thì ở đây có một đoạn văn gợi ý như sau. Trong chiến dịch biên giới cuối năm 1950, có rất nhiều bộ đội, dân công được huy động ra mặt trận và Bác Hồ là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Thật bất ngờ trong đêm ấy, láng của chúng tôi được đón Bác vào nghỉ chân. Bác hỏi thăm mọi người hôm nay có mệt không, kể cho chúng tôi một vài câu chuyện hay và nhắc chúng tôi đi ngủ cho sớm. Tôi vâng lời Bác và đi ngủ, nhưng rồi một lúc sau đó, tôi chợt tỉnh giấc. Nhưng điều ngạc nhiên đối với tôi đó là Bác vẫn ngồi đó, tôi lặng im nhìn Bác. Chợt tôi thấy sao lại ấm như vậy, hóa ra từ lúc nãy Bác đã đốt lửa sưởi ấm cho chúng tôi, sau đó Bác còn đi nhẹ nhàng, dếm chăn cho từng người một. Thì đây là một số gợi ý. Còn về phần bố cục, thì bố cục bài thơ được chia làm 3 đoạn. Đoạn đầu 1 là từ đầu đến lấy sức đâu mà đi, anh đội viên thức dậy lần thứ nhất. Đoạn 2 tiếp theo cho đến anh thức luôn cùng Bác, anh đội viên thức dậy lần thứ 3. Đoạn 3 là phần còn lại, suy nghĩ của anh đội viên về Bác. Về nội dung chính, thì tác phẩm kể về một đêm không ngủ của Hồ Chí Minh trên đường đi chiến dịch trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cái tình cảm kính yêu, cảm phục của người chiến sĩ đối với Bác. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.